mọi người, hôm bữa em sẽ là đã lên cái một cái video review về cho mình một con máy thổi, nhưng mà là thổi điện của Đế Tông ha. Hôm nay sẽ review cho mình hai con máy thổi pin, một dòng là của Đế Tông và một dòng là của Hukan ha. Rồi, đầu tiên sẽ là cái con của Hukan trước nha cả nhà. Thì dòng này sẽ là dòng sử dụng pin và chân pin cũng là chân pin phổ thông như thế này luôn. Đấy. Nghe là chân pin phổ thông lại thực sự là em nghĩ là mấy anh sẽ rất là thích, tại vì nó có rất là nhiều anh đã có cái dòng chân pin này rồi, thì mình có thể là tạo cái thân hoặc là tạo nguyên combo đều được nha. Rồi tìm hiểu một sơ qua về con máy này một chút, thì dòng này nó cũng sẽ có cho mình là một đầu thổi và một đầu hút. Nếu như mà mình thổi thì mình sẽ gắn ở phía trước này giúp em nha. Đó, cái ống này nó sẽ là một kiểu ống nhựa như thế này ha, ống nhựa như thế này nè. Đấy, thì khi mà mọi người muốn hút vào những cái khe mà nhỏ 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 thì mọi người có thể là bóp như thế này ha. Đấy, thì mình có thể là hút được, ví dụ như mấy cái chỗ mà khe cửa mọi người, đó thì mình có thể là bóp như thế này để hút được nha. Rất là tiện lợi luôn. Còn nếu như bên đầu này là đầu thổi đúng không? Còn bên này sẽ là đầu hút nha. Ở đây nó sẽ có cho mình một cái nó làm cái lượng như thế này nè, thì những cái mảnh hút mà nếu như to quá thì nó sẽ bị giữ lại ha. Còn ví dụ như những cái mảnh nhỏ thì nó sẽ hút và nó đựng qua phía bên này, có một cái đựng bụi bẩn cho mình ở phía bên này nha, khi mà mình sử dụng chức năng là hút. Đấy, thì con máy khá là nhỏ gọn như thế này. Em sẽ gắn pin và chạy thử cho mọi người nha. Đây. Mọi người nghe tiếng máy thì cũng là biết con máy rồi ha. Đấy. Con máy chạy khá là mạnh mẽ luôn. Sử dụng pin ở đây sẽ là pin của Hukan luôn, nguyên combo của nó. Và dòng này sẽ là dòng pin 3 nha cả nhà. Cục pin thì nhìn mọi người sẽ cảm giác giống là pin 4A, tuy nhiên là ở đây nó sẽ đĩa cho mình thông số là pin 3A nha, và là 21V. Rồi, đi kèm cũng sẽ có cho mình một cái cục sạc như thế này. Cục sạc như thế này nha. Dòng này là sạc thường nha cả nhà, không phải là sạc nhanh, cho nên khi mà mọi người sạc pin thì nó sẽ tốn thời gian hơn một chút. Đó, mà mình sử dụng mà không nhiều lắm thì với một cái combo một thân một pin như thế này, em thấy nó đã hợp lý cho mình rồi. Giá combo của con này lại cực kỳ rẻ cho mọi người luôn. Dòng của Hukan giá cực kỳ tốt nha. Một thăng một pin một sạc như thế này, combo chỉ có 890 ngàn thôi. Đó, thì mọi người tính ra đi, cái thăng và cục pin này là mọi người tính nó rất là rẻ rồi. 890 ngàn thôi nha. Nếu mọi người thấy combo này ok thì hãy liên hệ với em theo số hotline phía trên hoặc là comment xuống phía dưới nha. Rồi tiếp tục em sẽ giới thiệu cho mình một dòng máy thổi khác của Đế Tông. Thì dòng của Đế Tông mọi người cũng biết rồi, bên em đã review cho mình rất là nhiều. Con này sẽ là dòng máy thổi, thổi pin nha. Thì nó cũng là sử dụng chân pin phổ thông, chân pin M21 như thế này luôn. Đó. Con này thì nó có cái ống là một cái ống nhựa như thế này. Thì ở đây mọi người có thể xem nó là ưu điểm, cũng có thể xem là nhược điểm. Cái ưu điểm của nó là khi một cái ống nhựa như thế này thì cái độ bền nó sẽ cao hơn so với cái dòng cao su đúng không ạ? Đó, nó sẽ có độ bền hơn và con máy nhìn chắc chắn hơn. Tuy nhiên thì nó sẽ có cái nhược điểm ở đây là khi mọi người hút ở những cái cạnh nhỏ mà muốn làm nó cái phía trước này nó nhỏ lại để mình hút những cái khe nhỏ như thế này thì nó là không được. Nó bị nhựa rồi, mọi người không thể nào bóp nó được rồi. Đó, thì cái nhược điểm của nó sẽ như thế đó thôi. Ngoài ra con này nó được cái nữa là nó sẽ có cho mình một cái nút chỉnh tốc ở đây. À, với 6 tốc ha. 6 tốc nha cả nhà. 1 2 3 4 5 6, 6 là nút mát nha. Đấy, con máy đã khá là nhỏ gọn luôn. Nó sẽ có cho mình một cái dây đai phía này để mọi người có thể là để con máy nó đứng được ha. Ở đây thì em chưa gắn cho nên mọi người nhìn nó khi mà để nó nằm nghiêng như thế này. Tuy nhiên đúng với nó là nó sẽ có một cái dây, cái cây đỡ cho mình như thế này ha. Là mình có thể để đứng như này. Rồi, em sẽ gắn một cái cục pin cho mình ha. Ở đây em sẽ lên combo cho mình là dòng pin Akuya, vì con pin này khá là rẻ luôn. Đó. Mọi người thích cái dòng Đế Tông thì có thể là lấy combo pin của Đế Tông nha. Ở đây bên em sẽ không có bắt buộc mọi người là phải lấy pin nào hết. Cái dòng của Đế Tông này thì mọi người có thể là tùy chọn pin. Tuy nhiên ở đây em sẽ làm combo cho mình là pin Akuya để có mức giá là khá là hợp lý cho mấy anh sử dụng gia đình luôn. Rồi, gắn vào nha. Chân pin phổ thông thì rất là tiện luôn. Ở đây cục pin của em đang ở chế độ là 4 cục, khá là đầy đủ cho mình nha. Rồi chạy thử cho mọi người nè. À. Wow. Khá là mạnh mẽ luôn đúng không ạ? Đấy. Mọi người để ý ha, con máy này nó khi mà nó muốn lên gió, lên hơi thì nó sẽ có một cái độ trẻ một xíu. Đây, mọi người xem em bấm nha, nhưng mà nó sẽ có một hai giây nó mới lên được cái độ mạnh của nó nha. Đó.
người bóp như thế này mọi người có thể điều chỉnh tốc độ luôn. Đó. Quá ok đúng không cả nhà? Đấy. Dòng này sẽ sử dụng chân pin M24 với cái mã là TB01 luôn ha, tức là máy thổi á, máy thổi đó mọi người. Rồi, con máy khá là nhỏ gọn nhẹ như thế này luôn. Nếu như mà mình đã có chân pin M21 rồi, chân pin phổ thông Hitachi Makita Datong rồi thì mình sẽ tạo cái thân không sẽ chỉ có là 660 thôi ha, 660 cho cái thân không. Còn nếu như mà mình chưa có pin sạc gì hết thì hãy tạo ngay cái combo mà em lên cho mình đây. Một thân, một pin Akuya 4A, một sạc. Thì em sẽ lên combo cho mình là một thân, một pin Akuya và một sạc của Akuya luôn ha. Chỉ có là 1.3 triệu thôi. Cực kỳ rẻ luôn đúng không mọi người? Nếu như mà mọi người thích cái combo này thì hãy comment xuống phía dưới giúp em, hoặc là liên hệ với số hotline mà em đã để ở đây cho mình luôn nha. Ngoài ra có thể là ở gần khu vực Thủ Đức thì ghé cửa hàng của em để có thể là trải nghiệm trực tiếp hai con máy này luôn. Mình xem thử cái combo con nào phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình cũng như là tài chính của mình đưa ra thì mình sẽ tạo con máy đó giúp em nha. Rồi cuối video rồi em sẽ nhắc lại cho mình hai con máy này một chút nha. Một là combo của Hukan, một thân, một pin Hukan, một sạc như thế này chỉ có 890 thôi. 890 nha. À. Và hai là mình sẽ lấy combo của con Datong như thế này, một thân, một pin Akuya 4A, một sạc là 1.3 triệu. À, thì hai con này nó chênh lệch nhau vài trăm ngàn thì mọi người xem thử là với mức giá nào mình cần và con máy như thế nào là phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình nha. Ngoài ra nếu như mấy anh thích cái dòng Datong và muốn sử dụng luôn chân pin của Datong thì cứ liên hệ với bên em ha, bên em sẽ lên combo cho mình. Mọi người đã có lựa chọn của mình trong hai dòng sản phẩm này rồi thì hãy nhanh tay liên hệ với bên em nha. Cảm ơn mấy anh đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại.